Nhưng diễn viên Hoa Ngữ sở hữu nhiều tác phẩm nhất, Dương Mịch áp đảo Triệu Lệ Dĩnh, Dương Dương góp mặt. Không quá ngạc nhiên khi Dương Dương là sao nam duy nhất trong danh sách này, sở hữu nhiều bộ phim nhất của màn ảnh Hoa Ngữ. Trong làng giải trí Hoa Ngữ luôn có nhiều những nhân tố mới xuất hiện, sự đổi mới của các nghệ sĩ được diễn ra nhanh chóng, nhưng cũng không thiếu những cây xanh, xanh mãi xanh. Nhiều diễn viên phàn nàn rằng họ đã không làm được việc trong một thời gian dài, nhưng một số diễn viên khác thì lại rất bận rộn với lịch trình quay phim dày đặc. Dưới đây là năm diễn viên có nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình nhất trong số các nghệ sĩ tuyển một của số chung. Thứ nhất, Dương Mịch. Dương Mịch bắt đầu thu hút sự chú ý khi thủ vai Quách Tương trong Thần Điêu Đại Hiệp 2006. Sau đó nhân khí của nàng mỹ nhân ngày càng được tăng mạnh do thành công của hàng loạt bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Cung Tỏa Tâm Ngọc, Mỹ Nhân Tâm Kế và từng bước lên hàng diễn viên hạng nhất. Theo số liệu của Đa Ban, Dương Mịch có tổng cộng 162 tác phẩm đã hoặc sẽ phát sóng trong tương lai. Thông tin bộ phim Học Trường Phu Nhân của nàng Tiểu Hoa Đán hợp tác cùng Trần Vĩ Tình được trình làng vào quý 4 này đang khiến người hâm mộ rất háo hức và trông ngóng. Triệu Lệ Dĩnh. Một Tiểu Hoa Đán nữa phải kể đến chính là Triệu Lệ Dĩnh, mỹ nhân họ Triệu bắt đầu nhận được sự công nhận của khán giả đại lục sau vai chính Tân Hồng Lâu Mộng. Kể từ đó, Lục Trinh Truyền Kỳ và Sam Sam Đến Rồi đều giúp nữ diễn viên nâng cao được danh tiếng của mình. Đương nhiên càng không thể bỏ qua tác phẩm có sức công phá lớn Hoa Thiên Cốt, bộ phim truyền hình đầu tiên vượt mốc 24 tỷ lượt xem của màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ. Chỗ đứng của Triệu Lệ Dĩnh lại càng được củng cố vững vàng hơn, nhiều những kịch bản hay cũng tìm đến cô như Sở Kiều Chuyện, Thanh Vân Chỉ hay Minh Lan Chuyện. Sau thời gian nghỉ sinh con, Triệu Lệ Dĩnh tham gia vào đoàn làm phim Hữu Phỉ nên duyên cùng tiểu sinh Lưu Lượng Vương Nhất Bác. Tuy nhiên bộ phim lại không đáp ứng được kỳ vọng như ban đầu, kỹ năng diễn xuất của Nhất Bác vẫn còn khá non, cộng thêm Triệu Lệ Dĩnh không đạt được tình trạng tốt nhất, khiến danh tiếng của Hữu Phỉ bị sụp đổ theo. Thứ ba, Dương Tử. Tài nguyên điện ảnh và truyền hình của Dương Tử luôn ở mức tốt. So với hai người trên, lợi thế lớn nhất của Dương Tử nằm ở diễn xuất. Tham gia đóng phim từ nhỏ, mỗi vai diễn của nàng mỹ nhân dù không phải thực sự xuất sắc nhưng vẫn đủ để làm hài lòng khán giả. Theo Đa Ban, Dương Tử có tổng cộng 108 bộ phim tất cả, trong đó đáng chú ý nhất là Hương Mật Tựa Khói Xương. Diễn xuất của cô trong phim này được đánh giá là ổn áp nhất. Dẫu vậy thì năm nay có vẻ là một năm khá xui với nữ diễn viên khi một số tác phẩm của cô liên tiếp gặp phải vấn đề. Thành Châm Hành bị cấm sóng không rõ ngày khởi chiếu, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn từng được dự kiến phát sóng vào tháng 9 nhưng đến nay vẫn không rõ tung tích đâu. Dương Sương. Diễn viên nam tuyến 1-2 năm trở lại đây đều là người mới nên tác phẩm không thể gọi nhiều. Chẳng hạn như Vương Nhất Bác hay Cung Tuấn, nhưng Dương Dương đồng nghĩa là một diễn viên tuyến 1 kể từ khi anh ấy trở nên nổi tiếng nhiều năm trước. Với Thiếu Nữ Toàn Phong hay Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, vị trí của Dương Dương ngày càng vững chắc. Bộ phim được phát sóng gần đây nhất Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Nên duyên cùng Địch Này Nhật Ba đã gây ra một cú lổ lớn khiến cư dân mạng được phèn rần rần, lại càng giúp Dương Dương thu nạp được thêm nhiều hậu cung hơn. Tuy nhiên tình trạng của Dương Dương vẫn còn khá lúng túng, trong khi các sao nam cùng thời khác như Lý Dịch Phong, Trần Hiểu đã bắt đầu chuyển mình sang phái thực lực, thì chàng mỹ nam này đang quay vòng trong các bộ phim thần tượng. Dù biết Dương Dương vẫn sẽ vững được bát cơm này, nhưng suy cho cùng đó không phải giải pháp lâu dài. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!